Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vạch mặt chiêu trò ném đá dấu tay của báo Nhân dân nhắm vào thời báo .de. Tờ báo Nhân dân là một báo hàng đầu đàn trong làn báo nô bộc của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Mọi thông tin về Đảng và nhà nước thì báo Nhân dân đóng vai trò điều phối tin tức. Những tin tức được cho là nhạy cảm thì tờ báo nô bộc, thường gọi là báo lề phải, thường phải chờ chỉ đạo của ban tuyên giáo hoặc là hóng tin từ báo Nhân dân. Tổng biên tập báo Nhân dân phải là ủy viên Trung ương Đảng. Tuy nhiên, vị trí ủy viên Trung ương Đảng là tổng biên tập một tờ báo Nhân dân là người rất có triển vọng vào Bộ Chính trị. Nói thế để thấy tờ báo Nhân dân có vai trò lớn như thế nào trong công tác điều hướng của tờ báo này trên nền báo chí Việt Nam. Mỗi khi Đảng Cộng sản Việt Nam tấn công tờ báo nào thì báo Nhân dân sẽ bắn phát súng đầu tiên, thì những tờ báo khác cũng xem như đó là phát súng lệnh mở màn. Tờ Thời báo.de đến hôm nay đã bị đài truyền hình VTV, tức là đài truyền hình nhà nước Việt Nam, tấn công đến 3 lần, cũng bắt nguồn từ miếng đánh của tờ Thời báo vào những sai trái của Đảng Cộng sản Việt Nam, và chính vì vậy tờ báo Nhân dân đã nhắm vào tờ Thời báo.de để tấn công. Quay trở lại vào ngày 11 tháng 9 năm 2019, khi đó là tờ báo Nhân dân đã đăng bài "Đừng tự trở thành nỗi xấu hổ của cộng đồng Việt Nam", được xem là phát súng đầu tiên mà chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam muốn nhắm vào Thời báo.de. Trong bài viết này, tờ báo Nhân dân đã không làm tròn trách nhiệm một tờ báo là đưa tin tức mà họ viết bài đấu tố một tờ báo khác. Đây là hình ảnh tờ báo Nhân dân nổ phát súng đầu tiên nhắm vào Thời báo.de để lệnh tiến công cho những tờ báo và trang tin tức khác của nhà nước Việt Nam. Tờ báo này cho rằng Thời báo.de thiếu thiện chí với quê hương, lợi dụng một số phương tiện truyền thông để xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện nhằm vu cáo Việt Nam. Đây là ngôn từ mà hầu hết các báo nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hay dùng. Cách dùng ngôn từ như vậy là chụp mũ, bởi vì họ nói mà không đưa ra được bằng chứng nào cả. Báo Nhân dân đã tấn công Thời báo.de bằng cái lý của kẻ mạnh. Quả thật, so với Thời báo.de thì báo Nhân dân rất mạnh. Tuy nhiên, Thời báo.de làm điều đúng thì không việc gì phải e ngại những tờ báo lớn của nhà nước Cộng sản như Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam VTV, Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, hay Thông tấn xã Việt Nam. Nền báo chí mà phục vụ tuyên truyền chính là nỗi ô nhục của ngành báo chí, vì nó không phục vụ sự thật, mà trong đó báo Nhân dân là một tờ báo như thế. Họ đã dùng tiền thuế của nhân dân nhưng không hề phục vụ nhân dân. Vì sao tờ báo Nhân dân phải sợ Thời báo.de đến như vậy? Báo Nhân dân là tờ báo được nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam bao cấp hoàn toàn. Ngân sách chi tiêu cho tờ báo rất lớn, để một bộ máy vận hành hết công suất bảo vệ cho nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tờ báo này có cơ quan đại diện ở nước ngoài. Một tờ báo mà không ai thèm đọc, nhưng nó không bao giờ thiếu thốn tiền ngân sách. Xét về mức độ quy mô, xét về sự giàu có, thì tờ báo Thời báo.de là tờ báo không thể so sánh được với tiềm lực tài chính của Thời báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này chẳng khác nào so sánh con kiến và con voi. Rõ ràng ai cũng nhận ra điều đó. Tuy nhiên, một con voi to lớn như tờ báo Nhân dân mà phải tấn công một con kiến như Thời báo.de thì rõ ràng con kiến đã làm gì đó mà con voi phải rất sợ. Vấn đề là tại sao gã khổng lồ Thời báo.de lại cứ muốn tấn công tờ báo tí hon Thời báo.de? Đó là chính là sự thật. Báo Nhân dân tuy là một tờ báo khổng lồ nhưng nó không sở hữu sự thật. Sự thật luôn là sức mạnh, dù cho gã khổng lồ thế nào thì chúng cũng vẫn phải sợ. Giống như chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam với những nhà bất đồng chính kiến như vậy, chính quyền có nửa triệu lính quân đội, có đến 1,2 triệu công an, từ chính quy đến không chính quy, trong khi đó những nhà bất đồng chính kiến tay không tất sát và cũng chỉ có một ít người, nhưng chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải luôn lo sợ. Bởi vì chính họ mới lật tẩy được những chiêu trò dối trá của Đảng và chính quyền. Đây là hình ảnh một người từng là tổng biên tập Báo Nhân dân, sau đó vào Bộ Chính trị, đó chính là ông Đinh Thế Huynh. Thời báo.de và tờ báo Nhân dân cũng tương tự như vậy. Chỉ có báo Nhân dân sợ Thời báo.de, chứ không có chuyện ngược lại. Thời báo.de chúng tôi là tờ báo tự do, tiếng nói của chúng tôi cũng là tiếng nói của tự do. Bạn đọc hiện nay rất thông minh, lúc này là thời đại 4.0, là thế giới phẳng. Với các smartphone trên tay, bạn đọc hoàn toàn có thể tìm trên Google để kiểm chứng. Nơi mà đưa tin tức khả tín hơn thì bạn đọc sẽ chú ý tờ báo đó. Điều đáng buồn là cho dù tờ báo có tên tuổi đời lên đến 3/4 thế kỷ như báo Nhân dân mà không thu hút nổi bạn đọc,
ngay chất lượng của tờ báo này hiện nay tồi tệ đến như thế nào. Tuy nhiên, Thời báo .de là một tờ báo nhỏ, nhưng chúng tôi tự hào rằng ở mảng truyền tải sự thật, chúng tôi làm tốt hơn tờ báo Nhân dân của Đảng, nơi đã ngốn hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách, tức là tiền thuế của dân. Thời còn phát hành báo giấy thì thời báo Nhân dân là tờ báo không ai mua cả. Thường người ta mua báo Nhân dân ở dạng giấy vụn về gói đồ, chứ dân không dùng tờ báo Nhân dân để đọc bao giờ, bởi vì nó không phục vụ cho sự thật nên kết quả mới tồi tệ đến thế. Và đánh tráo khái niệm chính là thủ đoạn gian manh của tờ báo này. Thế giới văn minh không ai không biết Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại được là nhờ dối trá. Không có một nhà nước nào mà dựng trên một bộ máy tuyên truyền khổng lồ như Đảng Cộng sản Việt Nam. Về mặt nhà nước, họ lập ra Bộ Thông tin và Truyền thông. Về mặt đảng thì có Ban Tuyên giáo Trung ương. Ở Việt Nam không có báo chí tự do. Toàn bộ hệ thống báo chí đều phải đặt dưới sự kiểm duyệt của Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương của Đảng Cộng sản. Nếu tôn trọng sự thật thì nhà nước Cộng sản Việt Nam cấm báo chí tự do làm gì? Vì báo chí tự do lấy sự thật để xây dựng thương hiệu nên không thể nào họ chạy theo sự dối trá cho được. Đây là hình ảnh vào tháng 4, VTV4 đã tấn công Thời báo .de. Tuy nhiên, báo chí nô bộc thì chẳng cần xây dựng thương hiệu. Đối với họ, thuận đảng thì sống, không thuận đảng thì chết, nên họ chỉ có mục đích là phục vụ cho đảng mà thôi. Báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là báo chí dối trá. Tuy nhiên, trong bài viết công kích tờ Thời báo .de, tờ báo Nhân dân đã vu cho tờ báo .de là dối trá, thái độ bất lương. Chúng tôi đã thu hút một lượng bạn đọc không hề nhỏ. Chính điều này là Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất lo sợ. Và điều đó đã khiến cho tờ báo Nhân dân của Đảng quyết định phải tấn công. Họ cũng đưa ra luận điệu cho rằng tờ Thời báo .de gây phẫn nộ trong dư luận trong nước mà cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại nước ngoài. Tuy nhiên, thực tế chúng tôi thấy rằng các bạn đọc của Thời báo .de luôn ủng hộ. Hoạt động báo chí tự do là một bức tranh đa màu sắc. Tại xứ tự do như Cộng hòa Liên bang Đức thì 100 tờ báo sẽ là 100 tiếng nói khác nhau, là 100 tổng biên tập khác nhau. Tại Cộng hòa Liên bang Đức không có chuyện đồng phục tư tưởng như báo chí trong nước, và lại càng không có nhiệm vụ làm nô bộc cho một tổ chức chính trị nào như tờ báo Nhân dân và hàng trăm tờ báo được gọi là chính thống khác của Đảng Cộng sản. Thời báo .de là một tiếng nói tự do mà báo Nhân dân cứ muốn chúng tôi phải nói tốt về Đảng và Nhà nước. Và chúng tôi cũng thực sự cũng không có phải lý do gì mà phải ca tụng Đảng và Nhà nước Việt Nam cả. Khi chúng tôi không chịu làm nô lệ thì báo Nhân dân quay ra tấn công. Đây là cách ứng xử của kẻ tiểu nhân. Và rõ ràng với hành động dường như xua voi mặc mục đích để dẫm nát tờ Thời báo .de, nhưng có làm được gì hay không? Càng xua voi tấn công Thời báo .de thì chúng tôi càng tự hào. Từ sau phát súng lệnh của tờ báo Nhân dân, chúng tôi đã bị Đài truyền hình Việt Nam VTV tấn công 3 lần mà không biết. Họ sẽ còn tấn công chúng tôi thêm bao nhiêu lần nữa, điều đó cũng không quan trọng. Dù báo Nhân dân rồi Đài truyền hình Việt Nam VTV có tấn công thì cũng chẳng hạ được uy tín của Thời báo .de. Rất nhiều bạn đọc vẫn đã động viên và khích lệ chúng tôi vững bước. Sự lồng lộn của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam được chúng tôi xem là thước thử. Càng lồng lộn tấn công Thời báo .de thì chúng tôi tin rằng Thời báo .de đã đi đúng hướng và chúng tôi sẽ tiếp tục trên con đường để phục vụ người dân Việt Nam. Đây là hình ảnh vào tháng 3, VTV1 đã tấn công Thời báo .de. Báo Nhân dân to lớn thật, nhưng đứng trước sự thật thì dù Đảng Cộng sản Việt Nam rất sẽ trở nên thấp lùn một cách thảm hại. Họ chui rúc trốn tránh sự thật. Họ dùng báo chí nô bộc để làm tấm khiên chống lại những tiếng nói sự thật chĩa vào họ. Càng điên cuồng tấn công chúng tôi thì chúng tôi càng muốn móc những điều thâm cung bí sử xấu xa đằng sau bộ mặt sơn phết của chế độ để đưa ra trước ánh sáng cho người dân cả nước cùng biết. Dù là kéo đàn, dù là dùng mọi cách để tấn công thì điều đó cũng không làm chúng tôi mất uy tín, mà ngược lại nó càng chứng tỏ những gì chúng tôi nói làm Đảng Cộng sản Việt Nam run sợ. Và rõ ràng người dân muốn tìm đến sự thật thì sẽ tránh xa những tờ báo như tờ Nhân dân hay Đài truyền hình Việt Nam vân vân của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ năm ngày 2 tháng 9 năm 2021 với bản tin vạch mặt chiêu trò ném đá dấu tay của báo Nhân dân nhắm vào Thời báo .de. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de.